Sao càng cua né bò me mọi người đã thử qua chưa? Món này ngon lắm, vừa thử là ghiền liền. Bữa nay mọi người cùng Út nhổ rau càng cua làm bữa cơm nghe. Hổng trồng mà dưới chậu cây, gần vàng bí, đám rau càng cua lên tốt thì thôi. Cọng nào cũng nấy mập ú nu non nghèo. Qua mấy trận mưa tụi nó chen nhau mọc cả đống dày cui, dành hết chỗ của dây bí dây bầu, nên bữa nay Út nhổ sạch luôn để dây bí chống chỗ lên tốt. Mọc dại vậy chứ rau càng cua chua chua giòn giòn, ăn ngon thì thôi luôn. Hồi trước cứ mỗi lần làm gỏi gà là Út ra vườn kiếm rau này vô trộn. Cọng càng cua mềm dễ nhổ nên nhổ nhanh lắm. Út cứ nắm hết cả bụi lên rồi một lát mình lặt sao. Mấy bữa này thời tiết chỗ Út thất thường thì thôi, mới nắng đó mà quay qua mưa tầm tã. Để làm món bò sốt me, Út đi thái mỏng thịt bò rồi đem đi ướp gia vị. Ướp xong Út để tủ mát, hồi nào ăn thì mình hẳn đem ra. Rau càng cua nhiều nên Út bào cà rốt làm thêm món gỏi nữa. Làm xong Út vô bếp bắt nồi lên luộc lòng bò. Kế bên Út bắt bếp luộc nghêu đặng nấu canh chung với rau càng cua. Đợi nghêu chín Út vớt ra tách thịt, phi lại với hành cho thơm rồi Út cho nước luộc nghêu vô nấu canh. Nước sôi thì Út cho rau càng cua vào, vậy là được nồi canh ngon lành rồi. Nấu canh xong thì lòng luộc cũng chín, Út gắp gà để nguội rồi đi làm sốt me, đặng một lát né với rau càng cua. Út phi thơm tỏi rồi cho nước me vô, thêm gia vị và nước mắm vô nấu, để sệt lại là được. Rồi Út quay qua cắt lòng bò. Út cắt thiệt mỏng cho lòng khỏi dai, lòng bò tươi chứ quê không được trắng mà ăn ngon dữ lắm. Cắt xong Út bỏ vô thau trộn với nước mắm cho thấm, rồi thêm cà rốt và hành tây vào trộn. Cuối cùng thì mới cho càng cua vô. Món này trộn phải ăn liền cho càng cua mới giòn. Giờ Út múc tô canh với chén sốt me ra là ăn được rồi. Để cái chảo thiệt nóng, Út thêm vô xíu bơ cho thơm rồi để bò lên. Tiếp đó là chan nước sốt me rồi cho rau càng cua vô đảo đều. Rau càng cua giòn giòn, thịt bò thì mềm mềm chua chua, ăn ngon dữ lắm luôn. Út mê món này tới nỗi ăn no căng bụng. Mọi người có rau càng cua thì làm thử món này nghe. Cái này nó giòn giòn ngon nghe. Nó cơm mì tròn lên này, chít chít này. Con ăn biết ăn cái này. Thử cái con ăn thử còn ngon lắm. Cái gì ăn xe heo dưới này. Rồi má. Áo áo áo. Tôi tưởng là bò ngá mổ thì mềm mà tôi tưởng là xà lách ngon lắm. Cái này mà xà lách.